chào các bạn chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi hùng biện một phút bằng tiếng anh hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu một cái đề tài đó là xem phim ảnh có phải là sự lãng phí thời gian mỗi ngày hay không nó có một cái góc nhìn cũng rất hay các bạn bởi vì thường ngày đó chúng ta nói chúng ta thường chê trách những người xem phim ảnh đó là sự lãng phí thời gian một cuộc sống ha thì hôm nay đó là chúng ta sẽ trong khuôn khổ một phút chúng ta sẽ cùng nhau học cái bài hùng biện một phút về cái đề tài này nhưng mà trước khi bắt đầu luyện nghe các bạn nào đang xem mà chưa đăng ký vào kênh của tôi đó các bạn làm ơn bấm vào cái nút đăng ký hoặc là subscribe vào kênh của tôi để cái kênh của tôi nó ngày càng phát triển hơn các bạn nha nếu thấy bài này hay các bạn có thể chia sẻ với nhiều bạn bè cùng xem trong lúc mà các bạn đang xem đó các bạn giúp tôi chia sẻ nó cho những người mà các bạn quen biết thì như vậy đó giúp tôi phát triển cái kênh tốt hơn ha. Còn nếu mà có thời gian thì các bạn xem một ít quảng cáo cũng được. Bây giờ chúng ta cùng nhau lắng nghe nha các bạn. Big fan of movies, especially American ones. There are so many kinds of movies to enjoy, from action-packed thrillers to heartwarming romantic comedies. I often have my favorite movies playing while I work because I know them so well that I don't need to focus entirely on the screen. Whenever work gets overwhelming and stress creeps in, a quick glance at the TV instantly relaxes me. It's like a mini meditation session, offering me peace of mind. After just a few seconds or minutes, I find myself recharged and able to concentrate on my tasks as if the stress never bothered me minutes ago. Movies truly have this magical effect on me. Các bạn có nghe được không? Cho đến bây giờ mình đã trải qua uh, gần 70 bài rồi Thì các bạn có cảm thấy mình tiến bộ được chút nào hay không? Có nghĩa là nghe cái bài này các bạn có nhận ra uh, những cái từ quen thuộc hay không? Hay là những cái cụm quen thuộc hay không? Tại vì từ cụm nó sẽ quyết định uh, bạn nghe được cái câu hay không? có nghĩa là nghe đến đâu mình phải nghe rõ mồn một từng từ nè từng cụm nè và nhận ra ý nghĩa của nó ngay lập tức thì lúc này là các bạn mới thành công nha còn nếu không á các bạn cứ nghe mang máng cứ nghe được từ này nghe được từ kia mà không nắm bắt nghĩa ngay lập tức thì khả năng của các bạn chưa thật sự tiến bộ đâu các bạn lúc đó đó khả năng của mình dành để đối phó với các kỳ thi thì ổn nhưng mà để có thể giao tiếp được bên ngoài thì nghe mình phải nhận diện ra nghĩa của nó liền ha? nghe rõ từng từ từng cụm và nhận diện ra nghĩa của từng câu thì lúc đó các bạn mới gọi là nghe được nha thì kỹ thuật như thế nào có một một lúc nào đó đó tôi sẽ làm cái video hướng dẫn cho các bạn về cái kỹ thuật làm sao để các bạn có thể nghe mà nắm bắt được ngay chẳng hạn tôi cũng làm nhiều cái clip về luyện nghe lắm rồi ha nhưng mà sau này tôi sẽ làm thêm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào từng câu. I'm a big fan of movies, especially American ones. Câu này dễ không? Nghe được không? Đây. I'm a big fan of movies. Movies nói chung đó các bạn uh, là thêm số nhiều vào uh, trong tiếng Mỹ có nghĩa là phim ảnh đó ha trong uh, tiếng uh, trong tiếng Anh đó nó là films ha hay là uh, cinema đúng không? Còn movies uh, the movies là rạp phim còn movies thêm s nói chung đó, đó là phim ảnh ha I'm a big fan a big fan of something có nghĩa là fan cuồng của cái gì đó hay là fan lớn của cái gì đó tùy theo các bạn muốn dịch thế nào thì dịch ha thì cái kiểu hay nhất á, là tôi là fan cuồng của phim ảnh fan cuồng ha nhớ cái cụm nha tôi luôn luôn lưu ý với các bạn cái cụm nó mới quyết định các bạn hiểu cái nghĩa chứ còn á biết là hiểu nè fan là hiểu nè rồi off là hiểu nè rồi movie cũng hiểu nè nhưng mà người ta nói ai mà biết fan of movies thì lúc đó làm sao các bạn có thể nhận diện được nghĩa của cụm mà hiểu được câu đúng không nhớ cái cụm A big fan of something hay là of somebody là fan cuồng của ai hay là cái gì đó especially especially đặc biệt là ha, cái gì thì phía sau especially đó là cái đó là cái đặc biệt American ones American ones chữ ones này số nhiều thay thế cho danh từ movie số nhiều bên trên ta không muốn lặp lại cái danh từ đã nói rồi cho nên ta thay bằng chữ ones nha ở trên danh từ số ít thì one bên dưới là số ít one nha còn số nhiều nó là số nhiều nha tôi là fan cuồng của của phim ảnh đặc biệt là những bộ phim mỹ ha there are so many kinds of movies to enjoy from action packed thrillers to heartwarming romantic comedies hmm. there are so many kinds of movies to enjoy có rất nhiều có rất nhiều thể loại phim ảnh để để thưởng thức ha. To enjoy ở một góc độ hay ho mình uh, hiểu nghĩa là mình thưởng thức ha. đôi khi ở những góc độ khác đó mình hiểu là mình thích. Mình thích cái gì đó tại vì á uh, nó rất khó để chuyển ngữ ha. Enjoy. I, I enjoyed it so much. I enjoyed it so much. Enjoyed Thêm đi và nói enjoyed it so much. Ai đó hỏi mình có thích cái bữa ăn hay không Mình nói là I enjoyed it so much à, Tôi thích lắm Nhưng mà lúc đó mình đâu có thể nói là tôi thưởng thức nó lắm Không đúng Còn ở đây là có rất nhiều thể loại phim để thưởng thức rồi From action-packed thrillers Thrillers là những cái bộ phim mà uh, Ly kỳ gây cấn đó các bạn Phim cứ loại phim ly kỳ gây cấn là À, nó là thrillers Còn action Action packed Nguyên cái à, cụm à, Tính từ ghép này Nó có nghĩa là Hành động nó được Packed vào trong đó Nó được nhồi nhét vào trong đó Có nghĩa là à, Những cái gì mà action packed Có nghĩa là mang tính hành động rất cao Có nghĩa là những cái bộ phim Những cái bộ phim hành động ly kỳ Nha các bạn rồi, too heartwarming romantic comedies. Phim Mỹ có rất nhiều thể loại phim uh, có rất nhiều phim thuộc thể loại comedies các bạn. Đó là những bộ phim hài mà phim Mỹ nó luôn luôn nó mang cái yếu tố hài, cái hài kiểu Mỹ đó các bạn nó rất nhẹ nhàng mà nó rất tinh tế ha. Thì comedies là những cái bộ phim hài lãng mạn. Mình mình thường 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 đó mình muốn xem một cái bộ phim nhẹ nhàng là mình xem phim hài lãng mạn đó ha. Comedies romantic tính từ thuộc sự lãng mạn hot warming là nhẹ nhàng à, các bạn à, ấm lòng đó các bạn à, có nghĩa là những cái bộ phim hài lãng mạn à, ấm lòng à, hay là à, ấm áp nha các bạn rồi tại một thời điểm thì tôi tìm cái từ tiếng Việt không có ra đó những bộ phim hài lãng mạn ấm áp thì các bạn thấy là hai cái tính từ này đứng phía trước danh từ nha. cái thứ tự tính từ như thế nào thì các bạn tìm cái clip của tôi nói về thứ tự tính từ để học cái đó nha I often have my favorite movies playing while I work because I know them so well that I don't need to focus entirely on the screen mm. I often 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 hay là often often have my favorite movies playing. Ha, các bạn thấy ở đây là have I often have my favorite movies playing. Ha, thì cái cấu trúc của động từ have đó các bạn nó có rất nhiều cấu trúc. Ở đây là một cấu trúc là have something playing. Have something playing. Các bạn thấy đây have rồi tới something. Something ở đây được thay thế là my favorite movies. Đúng không? Là tôi thường à có đi tạm dịch là có tôi thường có những cái bộ phim đang phát là ý nghĩa là gì có nghĩa là tôi thường để những cái bộ phim yêu thích của tôi nó chạy nó phát là ở đây động từ thêm in nha các bạn có nghĩa là mình thường để cái gì đó nó chơi liên tục mình để cái gì đó nó chơi liên tục cấu trúc này nó là như thế hey, nhớ nha rồi à, cái cách dùng như thế đó ví dụ như have somebody do something là nhờ ai làm cái gì đó hay là have something done là tổ chức để cái gì đó nó được hoàn thành nó những cấu trúc như vậy đó các bạn mình phải biết cấu trúc và nhận diện ra cấu trúc người ta nói cái dạng cấu trúc đó lập tức mình hiểu ý người ta muốn nói cái gì liền cái còn lại đó là nhận diện ra ý nghĩa của động từ hay là danh từ thôi là hiểu toàn bộ ý nghĩa của câu chuyện nha các bạn rồi tôi thường để những bộ phim yêu thích của tôi nó chơi nó phát while trong khi i work while i work while i work ha, trong lúc tôi đang làm việc đó các bạn trong lúc tôi đang làm việc đó thì tôi thường mở những cái bộ phim mà tôi yêu thích đó nó phát lên nó cứ phát liên tục trước mặt tôi về đó ha rồi dĩ nhiên cái đó là cá tính của tôi đó là sở thích của tôi ha các bạn có thể khác nhưng mà tôi giới thiệu một cái cách lý luận như thế because I know them so well bởi vì đó là những bộ phim yêu thích của tôi cho nên nó I know them so well tôi thuộc từng thậm chí thuộc từng lời thoại luôn có nghĩa là nói đến đâu tôi biết cái hành động tiếp theo xảy ra cái gì tôi biết toàn bộ mọi cái tôi biết nhưng mà tại sao tôi vẫn phát cái bộ phim đó tại vì my favorite movies tôi thường mở những bộ đó lên thậm chí những cái bộ phim bộ mà tôi cũng biết là tiếp theo nó là gì là gì gì, gì luôn các bạn ha bởi vì i know them so well that i don't need to focus on the screen cho nên á bởi vì tôi biết chúng rất là rõ tôi thuộc từng chút cho nên là tôi không cần tôi không cần phải tập trung on the screen tập trung vào màn hình focus on something ha? cái cách mà giới từ đi với nó như thế không cần phải tập trung vào màn hình đó các bạn ha mà đây thêm cái trạng từ entirely ha? entirely có nghĩa là à, hoàn toàn tôi không cần phải tập trung hoàn toàn vào màn hình đó là cách tôi làm việc mỗi ngày đó các bạn. Màn hình cứ phát bộ phim yêu thích phía trước. Còn tôi thì tôi tập trung vào công việc. À, tại vì tôi biết nó đến đâu rồi tôi, tôi không cần tập trung luôn Đặc biệt là những bộ phim mà xem đi xem lại đó Cả trăm lần Chi à, để nó có cái lý do Để lát nữa tôi nói với các bạn Whenever work gets overwhelming And stress creeps in A quick glance at the TV Instantly relaxes me Ok When work gets overwhelming. Khi nào mà công việc trở nên quá tải, có nghĩa là đôi lúc các bạn làm nó nó căng thẳng lắm mà khi công việc nó nó có nghĩa là mình suy nghĩ mãi nó không ra đó các bạn, uh, nó bị bí hay là nhiều quá đó, con nhiều việc quá cái nó làm mình bị rối, cái lúc mà nó rối đó đó ha, là overwhelm. Overwhelm, overwhelm, overwhelming. Overwhelmed. 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 Khi nào mà công việc trở nên quá tải quá tải and stress creeps in stress là sự căng thẳng hay là stress thì và và stress động từ creeps in động từ bản thân động từ creep creep không đó các bạn nó là lẻn lẻn vào lẻn đi lẻn đi đâu đó và creeps in có nghĩa là nó lẻn vào có nghĩa là bình thường đó stress nó đâu có đi một cách hùng hổ vào đâu các bạn đúng không có nghĩa là mình đang làm việc cái tự nhiên thấy căng thẳng quá thì lúc đó đó stress nó lẻn vào lúc nào mình không hay đó là thì cái động từ dành cho nó là creep đúng không creep mà thêm s là creeps creeps in. and stress creeps in đó thì lúc đó các bạn thấy cái cách diễn giải nó hay không a quick cleanse at the tv Nguyên cái cụm này nè, a quick glance at the TV. À, đóng vai trò làm chủ từ của cái vế sau. À, một cái nhìn nhanh, một cái liếc nhanh, một cái liếc nhanh. À, a glance là một cái liếc. Nó giống như a look vậy đó các bạn. À, nhưng mà à, nó là nhanh, a quick look. Mà ở đây là a quick glance nữa, là một cái liếc nhanh. À, at the TV, vào màn hình, vào TV. Relaxes me relaxes me cái gì đó nó relax mình là nó nó làm cho mình thư thái làm cho mình thư giãn nha thì cái liếc nhanh vào màn hình relaxes relaxes me làm cho tôi thư giãn thêm vào cái trạng từ instantly là ngay lập tức instantly relaxes me một cái liếc nhanh vào màn hình ngay lập tức làm tôi thư giãn ha dạ đó là cách mà tôi làm việc đó các bạn. Có nghĩa là mình không có chú ý vào TV đâu, mình không chú ý vào xem phim đâu, hoàn toàn không nhìn vào xem phim có khi từ sáng cho đến trưa. Nó cứ phát 4 tiếng liên tục lâu lâu cái bắt đầu nó hỏi lại bạn có đang xem hay không, tôi phải xác định là à vẫn còn đang xem. Đó, lâu lâu cái màn hình đó nó hiện lên nó ở đó suốt mà tôi cũng không hay luôn, gần như 4 tiếng không để ý luôn. Nhưng mà lúc nào mà cảm thấy mệt mỏi, lúc nào mà cảm thấy mà nó quá căng thẳng, quá sức đó thì lúc đó, đó ngước nhìn lên cái là thấy cái cảnh trong tivi mà lúc đó thấy cái cảnh hành động hay là lúc đó thấy cái cảnh mình thích nữa à thì lúc đó đó cái vế tiếp theo nha It's like a mini meditation session offering me peace of mind. It's like nó giống như là it's like a mini meditation session. À, nó giống như là một cái phiên Uh, session là một cái phiên làm gì đó các bạn một phiên làm việc hay là một phiên luyện tập phiên nha cái phiên nó là session session chứ không phải cái từ xác section section nó là một cái từ khác đó nha mà là session session nó giống như là một cái phiên meditation meditation là thiền đó các bạn thiền định đó nó giống như là một cái phiên thiền à mini là à, ngắn nhỏ nó giống như là một cái phiên thiền ngắn ha nó giống như thế offering me peace of mind cho tôi cái sự thanh thản trong đầu óc ha cho tôi giải tỏa đầu óc ha thì ở đây các bạn tại sao ở đây đó là offering nếu mình muốn dùng một cái động từ tiếp theo mà trong câu đã có một động từ chính trước đó rồi mà không muốn bắt đầu lại một câu mới câu mới là gì có chủ từ chủ từ ví dụ như là ai hay là gì đó đó thì lúc này mình phải đưa cái động từ vào thêm miên luôn nha yeah. offering me, cho tôi peace of mind ừ, sự thanh thản trong đầu óc ừ, nó giống như vậy đó các bạn có nghĩa là trong lúc đang căng thẳng liếc lên màn hình thấy cái cảnh hành động cái mình quên đi hết cái căng thẳng ở trong đầu nó giống như cái cái buổi thiền tại thiền là nó làm cho nó giúp cho mình quên đi mọi thứ ừ, xung quanh mà các bạn mình chỉ tập trung vào hơi thở hay là mình tập trung vào thứ gì đó thôi thì lúc đó đó có nghĩa là nó làm cho đầu óc của mình nó kéo đầu óc của mình ra khỏi những cái phiền muộn hàng ngày à, Thiền là như thế thì cho nên á cái việc mà liếc nhanh vào cái màn hình tivi đó những cảnh hành động trong cái bộ phim mình yêu thích đó, nó cũng kéo mình ra khỏi cái thực tại đó được nha các bạn After just a few seconds or minutes, I find myself recharged and able to concentrate on my tasks as if the stress never bothered me minutes ago. Yeah, After just a few seconds or minutes, After just a few seconds or minutes, hmm, I find myself. recharged. I find myself recharged. Tôi tôi cảm thấy động từ find là tìm thấy nhưng một cái nghĩa bóng của nó có nghĩa là cảm thấy cái gì đó nó giống như động từ feel vậy đó các bạn ha. Cho nên là nghĩa nó nó có nhiều nghĩa và mỗi nghĩa nó khác nhau một cách rất là nhẹ nhàng kinh tế ha. Tôi cảm thấy I find myself recharged. Đó, là tôi cảm thấy mình được sạc lại được sạc lại có nghĩa là pin mình sạc đầy xong rồi mình sạc lại đó là recharge. Mình sạc điện thoại là mình charge. Mình charge ha, còn mình sạc lại ha, nạp lại là recharge đó. Thì động từ find myself cộng với một tính từ cảm thấy mình như thế nào đó nha các bạn ha. I find myself recharged and able. Đây là tính từ nữa nè. Find myself able to concentrate. On my tasks và và có khả năng tập trung vào công việc task là nhiệm vụ à, nó cũng là công việc mình được giao cái nhiệm vụ gì đó thì nó là công việc của mình tôi cảm thấy mình được sạc lại và có khả năng tập trung vào nhiệm vụ as if as if cấu trúc as if tôi đã nói trong một cái clip về ngữ pháp rồi như thể như thế, the stress never bothered me minutes ago. Ừ, cấu trúc rất hay nè ha, cách rất hay. Như thế, cái cái stress đó, như thế cái stress đó chưa bao giờ làm phiền tôi những phút trước. Ha, những giây trước, những phút trước. Bother là làm phiền ha, bother somebody làm phiền ai đó. Như thế stress chưa bao giờ làm phiền tôi những phút trước à đó ở đây bởi vì cho nên nó dùng ý gì rồi các bạn thấy cái cách này hay không mà thật sự đó các bạn có nghĩa là cái nghiên cứu về cái việc mà à, thiền đó các bạn một trong những nghiên cứu của nó có nói đến việc đó là những cái thứ mà nó tương tự như là thiền có nghĩa là sau này đó thiền người ta cũng biến tấu ra rất nhiều kiểu thiền khác nhau thiền đi thiền đứng thiền ngồi miễn làm sao đó miễn làm sao là à, mình kéo đầu mình ra khỏi tất cả các cái thực tại để quay về chính cái sự cảm nhận bản thân mình tại giây phút này là lúc đó gọi là à, thiền các bạn đó cho nên người ta nghiên cứu người ta thấy đó những cái việc như là đó xem một bộ phim yêu thích nó cũng là một cái thiền định nó kéo mình ra khỏi cái khỏi cái thực tại À, thì miễn làm sao kéo mình ra khỏi thực tại làm đầu óc của mình thoát ra khỏi công việc đó là một dạng của thiền định các bạn nha và cái việc ví dụ lâu lâu căng thẳng cái mình liếc lên màn hình TV có khi là một vài giây nhanh có khi là một vài phút cũng được không sao cả tại vì một ngày mình làm việc đến 24 giờ là các bạn chứ không phải một ngày mình làm việc cho nó hết giờ không phải mình làm việc có mấy tiếng rồi, rồi mà giờ vào giờ ra đúng giờ đó để nhận đúng khoản tiền lương đó thì cái cái tôi không muốn nói đến cái thái độ làm việc đó nha lúc đó thì các bạn phải canh giờ còn những cái thái độ làm việc theo kiểu đó là all the time có nghĩa là lúc nào cũng làm cả thì vài phút nhìn lên tivi chả có hại gì chả có mất thời gian gì đâu các bạn nha tùy theo mình với thái độ làm việc nào thôi một vài ngày nữa tôi sẽ có cái bài về thái độ làm việc mà trong đó tôi phân biệt cái part time như thế nào cái full time thế nào và cái all the time là một cái work ethic là một cái thái độ làm việc như thế nào nha à vài bài sao sẽ tính Movies truly have this magical effect on me. Movies truly have this magical effect on me. cái những bộ phim thật sự là uh, have magical effect, have this magical effect có một cái hiệu ứng uh, uh, gọi là kỳ diệu này đối với tôi hiệu ứng kỳ diệu đó các bạn có nghĩa là nó giống như cái những cái buổi cái buổi thiền ha, thay vì thiền tôi làm như thế nó cũng sau vài phút xem là tự nhiên đầu óc mình thư giãn thanh thản lại liền các bạn quên hết mọi buồn phiền quay trở lại công việc như mới ha rồi đó bây giờ tôi sẽ giúp các bạn uh, đọc lại từ đầu đến cuối I'm a big fan of movies, movies, especially American ones. There are, there are so many kinds of movies, kinds of, kinds of, kinds of movies to enjoy, enjoy, joy, joy, joy. From action, action packed, action packed, packed, thêm ED vào cuối âm cờ thì nó biến thành, nó, nó thêm một âm thờ nữa các bạn, âm T đấy. Action packed, packed. thrillers thrill the real thrill thrill thrillers, thrillers 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 to heartwarming heartwarming romantic romantic comedies comedies i often often have my favorite 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 movies playing playing while i work while i work because, because I know, I know them so well, I know them so well that I don't need, that I don't need to focus entirely, entirely, entirely on the screen, on the screen. Whenever work gets overwhelming, whenever work gets overwhelming, overwhelming, overwhelm, overwhelming, and stress creeps in, and stress creeps creeps in a quick cleanse at the TV a quick cleanse at the TV instantly instantly relaxes me relax relaxes me it's like it's 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 like a mini meditation meditation session session offering me peace of mind offering me peace of mind after after just a few seconds seconds or minutes minutes i find myself i find myself recharged recharged and able 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 to concentrate concentrate on my tasks 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 as if the stress never, the stress never bothered, bothered, bothered me, bothered me, bothered me, bothered me, bothered me, minutes ago, minutes ago. Movies truly have this magical effect, effect on me. I'm a big fan of movies, especially American ones. Tôi là một fan cuồng của phim ảnh, đặc biệt là phim Mỹ. There are so many kinds of movies to enjoy, from action-packed thrillers to heartwarming romantic comedies. Có rất nhiều thể loại phim ảnh để thưởng thức, từ phim hành động ly kỳ cho đến những bộ phim hài lãng mạn ấm áp. I often have my favorite movies playing while I work because I know them so well that I don't need to focus entirely on the screen. Tôi thường phát những bộ phim yêu thích của mình khi tôi đang làm việc, vì tôi biết chúng rất rõ đến nỗi tôi không cần tập trung hoàn toàn vào màn hình. Whenever work gets overwhelming and stress creeps in, a quick glance at the TV instantly relaxes me. Bất kỳ khi nào công việc trở nên quá sức và căng thẳng, một cái liếc nhanh vào TV ngay lập tức làm tôi thư giãn. It's like a mini meditation session, Offering me peace of mind. Nó giống như một buổi thiền ngắn mang đến cho tôi sự tĩnh tâm. After just a few seconds or minutes, I find myself recharged and able to concentrate on my tasks as if the stress never bothered me minutes ago. Chỉ sau vài giây hoặc vài phút, tôi thấy mình đã được sạc lại năng lượng và có thể tập trung vào công việc của mình như thể sự căng thẳng chưa bao giờ làm phiền tôi vài phút trước.